Ăn xong thì mình có đi hàng trà để mua trà cho bạn mình. Cửa trà hàng này nó có rất là nhiều các loại trà, có loại ấm. Nếu mà các bạn có mê các loại trà rồi ấm trà thì có thể sang đây cho mình dẫn đi nha. Cái này cũng rất là nhiều. Trời ơi. Đây còn cho uống thử trà nữa này. Một pha trà nóng đứng tại chỗ. Thơm ơi là thơm. Đây là cốc trà nhân sâm mình vừa uống. Ngọt đây là ngọt. Và trà này có thể uống được vài lần nước. Trà nhân sâm phổ nhĩ các kiểu. Trời là đồ pha trà luôn. Tại vì mình cũng không hiểu rõ về các cái loại ấm trà lắm, nên là ví dụ như là các bạn thích thì lại sang đây xong mình dẫn các bạn đến tiệm mình hỏi thì mình phiên dịch cho. Chứ còn thật sự là quá trời các loại ấm trà khác nhau, chất liệu khác nhau, rồi là một số ấm thì là làm kiểu công nghiệp, một số ấm thì là kiểu nghệ nhân làm ấy, nên là giá cả nó cũng chênh nhau rất là nhiều. Mà cái này phải tự mình đi xem, mình cầm vào mình cảm nhận kiểu dáng màu sắc thì mình mới biết được á. Đó nên là ví dụ như là nếu mà các bạn rất là quan tâm về đồ uống trà thì các bạn sang đây mình dẫn đi ha. Đây, mình đã mua xong trà ô long nhân sâm giúp bạn mình rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tới nha. Ok, nếu mê đồ trà thì sang tìm mình.